Bạn đang nghe từ Phonos. Bộ sách chân dung những người thay đổi thế giới. Charles Darwin là ai? Tác giả Deborah Hopkinson và Nancy Harrison. Người dịch Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa và Nguyễn Hằng Hà. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha, ETS. Bác học không có nghĩa là ngừng học. Dành tặng cậu con trai Dimitri tò mò hay hỏi của tôi, hệt như Charles Darwin. Deborah Hopkinson. Dành tặng các chị em gái của tôi, những người vững tin và cổ vũ tôi mọi lúc. Nancy Harrison. Lời cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Delbert Hutchison, giáo sư dự thính sinh vật học trường Đại học Whitman, người đã truyền cảm hứng về Charles Darwin và giúp tôi hoàn thành bản thảo. Mọi sai sót trong cuốn sách này, tôi xin chịu trách nhiệm. Charles Darwin là ai? Dẫu dành trọn 5 năm đi thám hiểm thế giới trên con tàu Beagle, nhưng Charles Darwin vẫn yêu nhà mình hơn hết thảy. Đó là ngôi nhà nằm ở một làng nhỏ nước Anh, nơi ông nuôi những chú chim bồ câu, vui đùa với con cái và chăm sóc khu vườn nhỏ. Nhưng có ai ngờ, bên trong cuộc sống khá bình lặng của con người ấy lại là cuộc cách mạng tư tưởng dữ dội. Con người luôn tò mò về khởi nguồn sự sống trên trái đất. Vào thời Charles Darwin, hầu hết người dân Mỹ và châu Âu đều tin vào câu chuyện trong Kinh Thánh, rằng Chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày. Nhưng Charles Darwin lại không nghĩ vậy. Chuyến thám hiểm trên tàu Beagle đã dạy ông trở thành một nhà khoa học thực thụ. Ông biết cách quan sát tự nhiên, đặt câu hỏi với mọi thứ và suy nghĩ về nguồn gốc sự sống trên trái đất. Theo một hướng mới, ông đã chỉ ra cách các sinh vật biến đổi trong tự nhiên hay tiến hóa trong một khoảng thời gian dài. Nhiều người gọi Charles Darwin là thiên tài, nhưng bản thân ông không nghĩ như vậy. Charles chỉ coi mình là một nhà khoa học. Và như mọi nhà khoa học tài năng khác, ông luôn tò mò đến nỗi không ngại đặt ra câu hỏi khó và tự tìm kiếm câu trả lời. Dựa trên những gì trông thấy, ông đã liệu trước ý tưởng của mình sẽ gây chấn động khi công bố. Quả đúng vậy. Thế nhưng ngày nay nó đã trở thành chân lý. Những khám phá của Charles Darwin vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn cho tới tận bây giờ. Charles Darwin đã thay đổi lịch sử như thế nào? Chương 1. Một cậu bé bình thường. Charles Robert Darwin sinh ngày 12 tháng 2 năm 1809 tại ngôi làng nhỏ Shrewsbury, Anh, trong một gia đình khá giả. Cha cậu là một bác sĩ giỏi và đáng kính. Mẹ cậu, bà Susanna, là con gái ngài Josiah Wedgwood, chủ một xưởng gốm sứ nổi tiếng.
Gia đình Darwin sống trong tòa nhà Mount Bề Thế, gần bờ sông Severn. Charles rất yêu ngôi nhà. Từ nhỏ, cậu đã rất hiếu kỳ về tự nhiên. Cậu có thể dành hàng giờ trong vườn nhà. Có lần, cha Charles bảo cậu đếm số hoa mẫu đơn trong vườn. Charles đếm được tất cả 384 bông. Ngay từ khi ấy, cậu bé đã học được cách quan sát tự nhiên tỉ mỉ. Cậu thích treo cây, ngắm nhìn chim chóc và đi dạo. Cậu mê chơi đùa và câu cá ven sông. Nhưng thú vui lớn nhất vẫn là sưu tầm. Cậu nhặt nhạnh những viên đá nhỏ, sỏi và trứng chim. Cậu chỉ lấy một quả trứng từ mỗi tổ. Khi không khám phá hay tìm kiếm thứ gì, Charles lại đắm chìm trong những trang sách. Năm lên 8 tuổi, mẹ cậu qua đời. Từ đó, Charles và em gái Catherine được anh trai và ba chị gái nuôi dưỡng. Ở Anh thời này, các cậu bé thường gửi đi học nội trú. Khi Charles lên 9, cha đưa cậu đến trường Shrewsbury. Charles không thích nơi đó. Cậu ghét phải ngủ trong khu ký túc xá chật chội. Cậu cũng không giỏi học thuộc, thậm chí có thể quên sạch bài thơ mới học được 2 ngày. Charles nhớ nhà. Cậu đặc biệt gần gũi với anh trai Erasmus. May thay, nhà chỉ cách trường gần 2 cây số, nên thỉnh thoảng buổi tối, cậu vẫn lẻn về chơi. Cậu chạy như bay về gặp mọi người và chú chó Spark, rồi lại mau chóng quay lại trước khi trường đóng cửa. Cậu chạy nhanh như gió vậy. Charles và Erasmus có hẳn một phòng thí nghiệm hóa học tại nhà. Căn phòng nằm trong nhà kho chứa dụng cụ làm vườn. Charles mê làm thí nghiệm đến nỗi bạn bè đặt biệt danh cho cậu là khí ga. Ngày nọ, thầy giáo của Charles phát hiện ra căn phòng này. Ông nói rằng Charles đang tiêu phí thời gian vào những trò vô bổ. Người giáo viên này đã thật sự sai lầm. Cha Charles mong con mình có được công việc tốt và ổn định. Ông muốn cả hai người con trai trở thành bác sĩ giống mình. Erasmus được gửi đến học y ở Đại học Edinburgh, Scotland. Và vì Charles quá chán ghét trường Shrewsbury, bác sĩ Darwin cũng cho cậu đến đó. Ông hy vọng Charles sẽ làm nên chuyện ở Scotland. Mời bạn xem bản đồ Scotland được đính kèm trên ứng dụng. Năm 1825, khi lên 16 tuổi, Charles bắt đầu theo học tại trường Đại học Edinburgh. Sau khi chứng kiến 2 ca mổ, Charles biết nghề y không hợp với mình. Nhưng để cha vui lòng, cậu vẫn tiếp tục đến trường. Nói thêm, phẫu thuật vào thời Charles Darwin. Tôi chứng kiến 2 cuộc phẫu thuật rất khủng khiếp, trong đó một ca tiến hành trên một đứa trẻ. Tôi đã bỏ chạy trước khi ca mổ kết thúc. Cả hai đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm trời. Charles Darwin. Trong khoảng giữa những năm 1820, khi Charles theo học trường y, các ca phẫu thuật được tiến hành không có thuốc gây mê hay thuốc giảm đau. Suốt hàng thế kỷ, các bác sĩ gắng sức tìm cách làm dịu các cơn đau do phẫu thuật gây ra. Họ thử dùng rượu và các chiết xuất từ thực vật. Có khi họ còn phải đánh ngất bệnh nhân, nhưng không có cách nào thực sự hiệu quả. Mãi đến năm 1844, Horace Wells, một nha sĩ người Mỹ, mới phát hiện ra khí NO2 có khả năng ngăn chặn cơn đau khi nhổ răng. Vào năm 1846, ở Boston, một bệnh nhân được cho sử dụng sulfuric ether, một loại khí ga, trong quá trình phẫu thuật. Bác sĩ đã lấy thành công khối u từ hàm bệnh nhân mà không khiến anh ta đau đớn. Một kỷ nguyên mới của y học bắt đầu. Trở lại câu chuyện. Khi về nghỉ hè, Charles không dám nói cho cha biết suy nghĩ của mình về ngành y. Anh trốn tránh bằng cách dành hết thời gian đi săn bắn và cưỡi ngựa. Nhưng cuối cùng, sau năm học thứ 2, Charles đành thú thật tất cả. Cha anh nổi giận đùng đùng. Ông lo rằng sau này Charles sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì. Phải làm gì đây? Charles phải có một nghề nào đó. Nghĩ vậy, bác sĩ Darwin
liền gửi anh đến Đại học Cambridge. Tại đây, Charles sẽ học để trở thành mục sư tại nhà thờ Anh, một nghề được trọng vọng. Không những thế, rất nhiều mục sư thời đó cũng nghiên cứu tự nhiên. Có vẻ đó là lựa chọn tốt nhất cho Charles. Charles vẫn rất đam mê khoa học và tự nhiên. Thú vui của anh là sưu tầm bọ cánh cứng. Có một kỷ niệm vui mà anh nhớ mãi, đó là vào ngày nọ, Charles bắt được hai con bọ hiếm thấy. Mỗi tay anh giữ dịt một con. Bỗng anh phát hiện thêm một con nữa. Không muốn để vượt mất nó, anh bỏ con bọ trong tay phải vào miệng. Bất chợt con bọ phun ra một chất dịch cay xè, khiến anh phải lập tức nhổ ra. Con bọ thứ ba cũng vượt mất khỏi tay. Thế là Charles chỉ còn lại một con. Ở Cambridge, Charles rất thân thiết với thầy John Stevens Henslow, thầy dạy môn thực vật học. Hai thầy trò thường đi dạo cùng nhau. Tình bạn này rồi đây sẽ làm thay đổi cuộc đời Charles. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.